Dạ thưa bà má, đây là quản giáo Minh, là người thầy, người bạn và cũng là ân nhân tốt nhất trong cuộc đời con. Anh đã giúp đỡ con rất nhiều trong những năm tháng mà con ở trong tù. Anh Tâm, Dạ, anh có người vô thăm nuôi. các bộ nói tôi có người thăm nuôi. Đúng vậy. Cán bộ có thể cho tôi biết người đó là ai không? Tôi không biết, anh đã gặp sẽ biết. Dạ, tại vì tôi rất là ngạc nhiên vì người nhà của tôi đâu có biết chỗ tôi bị giam đâu, sao lại đến thăm? Anh cứ ra đi rồi sẽ biết. Anh ra đi. Anh đứng đó. Đi. Thảo, con của mình bây giờ chắc cũng hơn 5 tuổi rồi. Nó là con trai hay là con gái gì? Cảm ơn cậu. Chào anh. Cán bộ, Cậu cứ ngồi xuống đi. Hôm nay là ngày tôi được nghỉ phép, cho nên cậu đừng gọi tôi là cán bộ. Tôi đến đây với tư cách một người bạn đến thăm một người bạn. Các bộ. Thôi, cứ gọi bằng anh là được rồi. Anh Minh. Tôi có gửi cho cậu ít trái cây, thịt kho và một ít nhu yếu phẩm. Cái này em không dám nhận đâu. Cậu cứ nhận đi, không có đáng giá gì đâu. Tôi thấy cậu tối ngày cứ chôn chặt tâm sự trong lòng, không tốt cho sức khỏe đâu. Sớm muộn gì cậu cũng trầm cảm cho coi. Không có thân nhân thì ít ra cậu cũng nên có một người bạn để tâm sự. Và tôi muốn được ở vị trí đó. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời em, nếu mà không có anh, em thiệt không biết mình sẽ ra sao nữa. Ơn nghĩa của anh hết kiếp này em cũng không thể nào đền đáp hết. Lúc tiếp nhận hồ sơ tù nhân của cậu, đọc qua lý lịch rồi tiếp xúc, tôi nhận ra cậu là người tốt, không phải là kẻ giết người, khát máu, vô nhân tính. Chỉ tiếc là cậu sống quá khép kín, không có chịu tâm sự với ai. Mãi tới khi anh phát hiện ra quyển hồi ký thì mới hiểu được con người của cậu. Gần ra tù mới kể hết sự thật với anh. Chứ nếu không, anh đã tìm cách giúp cậu được giảm án, rút ngắn thời hạn bị giam. Từ án chung thân giảm xuống còn 20 mấy năm. Theo em, đó là một đặc ân mà không phải ai cũng có. Anh đã đối xử tốt với em quá. Trong những năm tháng ở trong tù, em thì không dám đòi hỏi gì hơn. Lần này anh xuống đây, anh phải ở lại đây chơi lâu lâu nha, để em còn có dịp đền đáp nữa nghe. Câu mà nói đền đáp, anh sẽ về liền. Còn nếu mà nói dắt anh đi tham quan, cho biết dùng đất mặn này có một mối tình đẹp như thơ, thì anh sẽ ở lại vài ngày cho biết. Hiện tại anh đã về hưu, cũng có nhiều thời gian rảnh. Dạ, vậy thì em mời anh ở lại đây chơi vài ngày.
Em sẽ kể cho anh nghe hết tất cả những gì mà em chưa có dịp để viết trong cái cuốn hồi ký của em. Rồi anh và em sẽ đi tham quan khắp nơi ở vùng này. Vậy có phải được không? Dạ. Sao anh? Cảnh vật ở dưới quê buồn quá ha anh? Không đâu. Rất yên tĩnh, mát mẻ. Anh bắt đầu thấy thích cái không khí thanh bình này rồi đó. Bao nhiêu năm trở về, không khí ở đây, tình người ở đây vẫn nguyên như vậy. Kể cả cái nhà vẫn không thay đổi. Vậy mà lúc mới ra tù, em sợ đủ thứ hết. Hết sợ bị mọi người xa lánh, rồi sợ hai bàn tay trắng, không biết bắt đầu lại từ đâu. Nhưng không ngờ bà con ở đây vẫn mở rộng vòng tay để đón em như là một đứa con xa xứ lâu ngày trở về. Cả đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả vẫn còn nguyên, không có suy xuyển dù chỉ một tấc. Đúng là ở quê có nhiều cái mà ở thành phố không có, phải cố giữ gìn. Nhưng mà nhìn bà con bao nhiêu năm vẫn nghèo như ngày nào, em thấy buồn quá anh à. Em muốn làm một cái gì đó để giúp cho mọi người thay đổi, thoát nghèo đi. Không lẽ là cứ ở dưới quê nghèo hoài sao? Nghèo hay giàu là do nơi mình tính toán làm ăn. Anh thấy ở đây có nhiều tiềm năng lắm. Nhưng mà bà con mình chưa biết cách khai thác. Em cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng em cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ bà con ai cũng có một chút vốn trong tay. Em cũng muốn giúp mọi người tính cách làm ăn. Tâm ơi Tâm, Tâm ơi, mày có nhà không? Dạ Tâm? Con đây. Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ, con mời mấy chú với thím ngồi. Chào chị. Dạ. Để con pha thêm bình nước trà nha. Khỏi, ngồi xuống đi. Dạ, dạ. Mày ngồi xuống đây, có chuyện cần bàn với mày. Dạ, chuyện gì vậy chú? Mấy chú qua đây cũng nhờ con tư vấn mấy chuyện làm ăn. Mày có học thì hiểu biết hơn mấy ông già cổ lỗ sĩ này nhiều. Bàn tới bàn lui, không biết làm gì. Không có tiền cũng khổ, mà có tiền cũng khổ. Ủa sao lạ vậy chú? Sao mà có tiền cũng khổ vậy? Thì tiền nhiều quá, sợ ăn trộm nó lấy, đâu có dám ngủ đâu. Chút là chạy vô coi coi nó còn hay mất nữa. Một đêm là mấy chục bận vậy đó. Tao hỏi mày có ngủ được không? Thì á, ăn cũng vậy. Tôi tưởng của mình tôi thôi, cứ ôm khư khư đóng tiền, hết ôm trong mình rồi bỏ trong lu gạo, hết bỏ trong lu gạo rồi bỏ trong lư hương. Bà vợ tôi á, tối á chị vô chị ra như mộng du vậy á. Kêu bà để cho ngân hàng, bà không có chịu. Tôi tính qua địa bàn coi có gì làm hùng hợp ăn để cho bà an tâm chút. Dạ, thú thiệt là con cũng chưa biết làm gì. Từ nào tới giờ chỉ biết làm rượu, bây giờ chuyển sang làm ăn con cũng thấy là lúng túng. Bây giờ vậy nè, tôi tính mấy người mình vùng lại mua chiếc ghe chạy chở luôn uống đi. Tôi thấy cái đó làm ăn được á. Nếu hết mùa lúa thì mình chở cháu, hay là mình chở phương mướn. Không thì mình chở nước ngọt đi đổi cũng được. Đúng rồi, chiếc ghe chạy ít tiền lắm chắc. Bà con mình làm ăn lâu rồi, mỗi người mỗi tánh, mỗi nhà mỗi cảnh, không có hùng hạp được đâu. Không ấy, mình cho mỗi đứa con mình một ít để nó tự sống. Chứ già rồi, gần theo ông bà rồi, ở đó mà ngồi tính lỗ tính lời chắc chết sớm quá. Bà nói vậy sao được? Đâu có cái gì tự nhiên có mà hưởng. Phải làm, phải bàn, thấy khả quan rồi mới bắt tay vào làm được. Chưa có kinh nghiệm, phải chọn cái gì chậm mà chắc. Con thấy chú Nằm nói đúng. Quê mình là miền hạ, nước mặn, đồng chua, không có thuận lợi bằng ở vùng thượng. Nhưng mà nói vậy cũng không hẳn chỉ là bất lợi. Nó cũng có những cái đặc biệt đặc thù mà nơi khác không bao giờ có. Đó là sông, là biển, là tôm, là cá. Rồi từ đó nó trở thành những cái thứ đặc sản mà ông bà mình đã từng để lại. Như là mắm, là khô. Còn thấy ông bà mình đã sống ở đây từ thời nào tới giờ, cũng giữ gìn rồi phát triển cái vùng đất này từ hai bàn tay trắng chứ có đồng vốn nào đâu. Thằng Tâm nó nói làm tôi cũng hiểu lờ mờ rồi đó ông. Mắm còng, mắm tép xứ mình nó nổi tiếng quá. Hay là ông cho tôi mở cơ sở sản xuất thu mua đi. Tôi sẽ lấy tên là tiệm mắm ông Năm Truyện.
Nổi tiếng à. Nổi tiếng à nghe. Bà đúng là nghĩ cái gần mà không nghĩ cái xa. Bà nói đúng chứ không sai. Nhưng mà nghĩ kỹ lại coi, còng hay tép, soi bắt riết là cũng hết. Lúc đó lấy đâu nữa mà bán với mua. Mắm là đặc sản xứ mình thiệt, nhưng lâu lâu làm quà tặng thì được, chứ tiêu thụ hàng ngày thì không đủ cung cấp đâu. Làm cái gì muốn phát triển thì phải có nguồn phong phú tại chỗ bà ơi. Còn thấy chú Năm nói đúng, mình phải làm một cái gì đó mà khai thác được những cái thuận lợi ngay tại vùng đất của mình đây nè. Thí dụ như là đất rồi nước nè. Sao mình không nuôi tôm? Nãy giờ quên nữa, chú này là ai đây? Con xin phép được giới thiệu, đây là anh Minh. Người đã giúp đỡ con rất là nhiều trong thời gian mà con ở trong là cái người tốt mà mày hay nhắc đó phải không? Dạ đúng vậy. Người tốt bữa nay mới thấy. Dạ cảm ơn. Mày tệ thiệt luôn á, khách quý tới nhà mà không có báo trước để người ta tiếp đãi đàng hoàng tử tế chứ mày. Dạ tại vì anh Minh cũng mới xuống mà anh cũng chưa có về liền đâu. Con định là sẽ đưa ảnh đi tham quan cái xứ mình, xong rồi cái sẵn đó ghé thăm chào hỏi mọi người luôn. Vậy thì được. Quê mình nghèo của chứ không có nghèo tình con à. Chú cán bộ à, chú nói lại thử coi, nuôi tôm là làm sao? Cái này coi bộ hấp dẫn à. Má ơi, thôi bà má. Cái gì vậy? Má biểu con rồi, chọn ba cái nồi niêu xôn chảo chén bát để đem xuống ghe. Chuyến này là mình đi hơi lâu, sao má nói con mà con không nghe? Con cãi má hoài hả? Má, má. Cái gì nữa? Má làm cái gì vậy? Sáng nay cho má, bộ con muốn chống đối má phải không? Hả? Dạ con không có. Bộ con không biết thương ba con sao? Con muốn ở nhà để êm ấm, còn bỏ ba con ở dưới kia cho ổng chết lạnh chết đói hay sao? Nhiều chuyện quá, biểu cái gì cũng không có nghe, cãi má hoài hả? Con cái gì nói không nghe gì hết trơn á. Bây giờ má nói với con lần chót nha, con mà không đi thì ba con chìa má đi với ba con một mình. Má ơi má, má thôi đi mà má. Trời ơi sao mà lẹ lên. Cái gì vậy? Má, bây giờ con cãi má phải không? Dì hai, dì hai, dì hai ơi. Dì hai. Dì hai ngồi xuống đi. Dì hai, dì hai đừng có đi. Sao? Cậu cũng giống như con Thảo vậy, bộ không muốn cho tôi đi hả? Dạ không phải, con đâu có dám cãi ý gì hai nữa. Nhưng mà chú hai nhắn con là do nước trên thượng nguồn bắt đầu vào mùa lũ nên bán chậm hàng lắm, phải về trễ. Chú hai nói là nước lớn quá nên vài ngày nữa mới về tới đây. Nhắn gì với Thảo ở nhà hãy yên tâm. Thiệt hả cậu? Dạ. Mà rồi cậu gặp ông ở đâu? Rồi cậu thấy ba con Thảo có khỏe không? Dạ, dạ thiệt. Dạ con gặp ở dạ, ở thuốc ở trong tắc đó. Chú hai hả? Con Trâm khỏe lắm. Ủa, sao lạ quá vậy? Cậu đi đâu xa mà sao cậu gặp được ổng? Dạ, thì con đi học. Thiệt không? Dạ thiệt. Đó, mà nghe chưa? Con nói là bà mấy ngày nữa thế nào bà cũng về, nhưng mà má không tin con. Nè cậu ơi cậu, rồi ổng có còn nói gì với tôi nữa không? Dạ chú hai nói là dì với Thảo cứ yên tâm ở nhà. Dạ chú hai có gửi cái này cho dì nè. Mà cái này cái gì? Chú hai nói đây là thuốc bổ, ăn được ngủ được.
đó giờ ổng cũng biết là tôi không có uống được mấy cái thứ này đâu. Mỗi lần nấu lên một cái á nghe, nó nghe mũi nghe là tôi chảy mất tiêu luôn rồi. Dạ, chắc tại thuốc này tốt quá, cho nên là chú Hải muốn chị Hải uống thử đó. Thiệt không? Dạ thiệt. Thiệt hả? Ừ ha. Thôi, vậy tôi phải ráng uống, chứ không uổng cái công của ổng đã đi mua cho tôi. Dạ. Nhưng mà cậu ơi, cậu ơi cậu, cậu làm ơn cậu chỉ chỗ của ổng, cái chỗ mà ổng đậu xuồng á, để tôi đi xuống chỗ đó, tôi đưa cho ổng cái áo gió. Trời, lúc này á hả, ở dưới ghe lạnh lắm. Nha cậu. Dạ con, áo gió hay gì? Dì khó lo đi, con mới đưa cho chú cái áo gió của con đó. Thiệt không? Dạ thiệt, cái áo gió của con có mấy cái lận. Vậy hả? Ừ, vậy thôi, cảm ơn cậu nghe. Mai mốt ổng gì á, cái tôi nói với ổng là gả con Thảo cho cậu. Cậu tốt lắm, mà cả nhà của cậu á nha, ai cũng tốt hết à. Má, má nói gì kỳ vậy má? Có gì đâu mà kỳ, má nói không phải sao, con gái lớn rồi là phải gả chồng, chứ không lẽ con ở suốt đời với má hả? Nhưng mà con còn nhỏ mà. Má có nói là má gả con liền bây giờ đâu, ít nhất thì cũng phải vài năm nữa. Cho nên cậu Tâm nè, cậu có thương nó nha, thì cậu cũng phải chờ vài năm nữa. Tôi nói vậy có phải không cậu Tâm? Dạ con, dạ tụi con chỉ là anh em hàng xóm. Mà thôi, tôi nói vậy á, chứ tôi không có ép đâu. Miễn là con Thảo nó ưng đâu á thì tôi gả đó thôi, chứ tôi không có đòi hỏi gì hết á. Má, sao bữa nay má nói chuyện kỳ quá. Con còn nhỏ mà má cứ nói cái chuyện chồng con hoài. Thôi, má ở nhà nói chuyện với anh Tâm nha, con đi bán đây. Trời rồi, con đi nha má. Cái con này nè, con có tránh khỏi hôn mà con bỏ chạy. Thôi, má chỉ giỡn với con một chút thôi, chứ con gái cưng của má đâu có gả được. Con phải ở với má suốt đời, má nuôi con hoài luôn. Nếu mà con có ế ha, má để má làm mắm luôn. Tôi nói vậy có phải không cậu Tâm? Dạ đúng. Ủa, để làm mắm mà cũng đúng nữa hả? Dạ không, con không có ý đó. Cậu không có ý đó, sao cậu còn ngồi ở đây? Dạ, chị Hai nói gì con không hiểu. Trời ơi, thì chạy theo gánh giùm cho nó cái gánh đi. Sao khờ quá vậy? Chạy theo nó đi. Dạ, con hiểu rồi chị Hai. Lẹ lẹ đi. Chưa dứt được hồi ức hả cậu em? Em đang suy nghĩ về những cảnh tươi đẹp mà anh vừa nói với em. Anh đúng là quý nhân mà ông trời phái xuống, không phải cho riêng em mà cho cả bà con ở đây nữa. Quý nhân đại nhân gì đâu, chẳng qua anh đi nhiều, đọc nhiều nên hiểu biết hơn mọi người chút thôi. Anh đi nãy giờ anh thấy sao? Anh thấy đất ở đây vừa gần biển lại vừa có nguồn nước đảm bảo, xa khu dân cư, không bị ảnh hưởng bởi nguồn nước thải công nghiệp, gần được giao thông, lại có hệ thống điện lưới quốc gia nữa. Vậy có phù hợp nuôi tôm không anh? Không những phù hợp mà còn rất phù hợp nữa là khác. Ở đây dễ lấy nước mà cũng dễ xả nước. Nguồn nước rất quan trọng cho việc nuôi tôm. Chú có vốn nuôi lớn thì rất tốt, còn không á thì mình chỉ bà con cách nuôi, sau đó mình thu mua chế biến, bảo đảm bà con mình sẽ vượt nghèo. Anh nói em nghe mà em mừng quá trời luôn á. Tôi không ngờ xứ sở của cậu lại có nhiều điều hứng thú và hấp dẫn như vậy. Dạ, anh là người hiểu biết, anh nhìn cái nó ra vấn đề liền, anh biết phải làm như thế nào liền. Còn tụi em á, nhiều khi hiểu vậy đó mà không biết phải làm sao.
cậu đang thiếu tự tin phải không? Không giấu gì anh, sự thật nó là như vậy. Anh sẽ bàn với bà xã. Nếu bà xã cho anh về đây, anh sẽ cất chòi canh tôm với cậu. Cậu thấy sao? Thiệt không anh? Thiệt chứ sao không thiệt. Nếu được vậy, em với bà con ở đây là trải thảm đỏ rước anh về á. Nhưng mà em chỉ sợ chị ở nhà không có đồng ý. Không sao, anh sẽ thuyết phục bà xã cấp phép cho anh đổi nghề. Vậy thì còn gì bằng. Tối nay em sẽ họp bà con lại, làm một buổi liên quan nho nhỏ, coi như là mừng ngày em về, rồi mừng ngày anh và em gặp lại nhau ở đây. Anh Minh à, ơn cũ của anh em chưa trả hết, bây giờ anh lại mang về quê của em một ân tình mới nữa. Thiệt không biết bao giờ em mới đền đáp được công ơn của anh. Cậu mày mà nói ơn nghĩa với anh nữa là anh giải xuống sông, anh về Sài Gòn liền. Liên quan thì được, nhưng mà gọn nhẹ thôi, không được cầu kỳ. Bài đặt tốn kém là anh ký luật cậu em mày à. Rõ, thưa cán bộ. Nói thiệt với anh nghe, em ở trong đó đó, anh nhắc nhở em riết mà em ghiền luôn đó. Về đây mấy ngày trời mà cứ nhớ hoài à. Khuya rồi, không có được đọc sách. Trời đất ơi, cái gì mà đứng dài hàng ngang thấy ghê vậy? Bộ tôi đi chơi lạ lắm hay sao mà đứng dài hàng ngang duyệt binh vậy? Dạ, vui đứng chờ cô hai để phụ xách giỏ đồ ra ngoài xe cho cô hai. Xách đồ gì? Sáng vui dậy sớm làm mấy món mà cô hai thích. Nó còn nóng nè, cô hai xách theo ăn nha. No, bây giờ tôi hết thích mấy cái món mà vui nấu rồi. Vô nhà hàng ăn sướng, ngon. Mắc mới gì phải ăn mấy cái thứ này, mắc mệt. Vũ cứ yên tâm đi, không có Vũ đi nhưng mà có con làm tài xế an toàn trên từng cây số, đúng không? Ai nói anh làm tài xế cho tôi? Ông chủ. No, tôi không có ngu mà mắc lừa mấy người đâu nha. Theo không được rồi định cài gián điệp theo giám sát tôi hả? Con Thanh này nó không có ngu đâu, cho nên hôm nay con Thanh này nó không đi xe hơi theo sự sắp đặt của người khác. Nhưng mà dù sao con người nhà vẫn hơn mà cô hai. Vũ đừng có nói gì nữa hết đó. Tôi đã quyết rồi. Tôi đi chơi một mình, chọc tức người ta chơi. Vũ đi theo bám tôi, làm kỳ đà cản mũi hả? Không có dễ đâu. Bye bye, tôi đi chơi đây. Cô hai ơi, vậy không có cậu Tân chở, rồi cô hai đi bằng gì? Bộ tính đi bộ ra Vũng Tàu hả cô? Anh... Đó, nghe chưa? Nghe tiếng xe mô tô chưa? Mô tô phân khối lớn đó. Trời ơi, đi mô tô ra Vũng Tàu xa lắm đó. Đi sao nổi cô hai? Bình thường mà Vũ, mô tô phân khối lớn đi xa hơn Vũng Tàu còn đi được mà. Đúng rồi đó. Nhưng mà cô hai ơi, cô hai có hỏi ý kiến ông chủ chưa? Tới Vũng Tàu tôi sẽ gọi điện cho ba tôi. Bye bye, Vũ ở nhà Vũ ăn hết cái đồ ăn mà Vũ làm đi nha. Bye, bye. Cô hai ơi, nè nè, nhớ là sức kem chống nắng nha cô hai. Rồi xuống biển á, đừng có bơi ra xa nha cô hai. Chú dặn tầm bậy không à. Cô hai ơi, xuống biển cứ bơi ra xa nha cô hai. Có gì tôi chạy xe ra tôi hốt cô về. Bóp cỏ bao ra. Dặn dò cái gì vậy? Anh, ê, đi kiểu này vui mà tội nghiệp con chăm mập bị bỏ ở nhà quá. Mày yên tâm đi, tao đã đưa tiền cho nó đón xe ra sao rồi. Vậy hả? Vậy vui á. Vậy vui ra rồi, ngoài đó. Đi. Anh sẽ kiếm cho cô bạn em một bạch mã của hoàng tử. Hả? Còn bây giờ, mời người đẹp lên xe. Ừ, nè, đi. Tôi gửi luôn. Cầm đi em. Đi, đi. Thì ra con là chồng của cô Thảo, người giúp việc nhà cho ông Du lúc trước. Dạ đúng như vậy. Chú có biết gia đình của ông Du hiện đang ở đâu không? Nếu chú có biết, chú cho con xin địa chỉ. Nghe con nói như vậy, thiệt tình chú rất muốn giúp, nhưng nặc nỗi ổng không tới tìm chú nữa, cho nên chú không giúp gì cho con được. Vậy chú có biết bà con của ông Du là ai không? Có chứ, nhưng mà chú không có biết. Vậy là hết cách rồi sao?
Vậy mà con cứ hy vọng. Không hẳn là hết hy vọng đâu. Để khi nào ông Du ghé thăm, rồi chú hỏi giùm cho. Vậy ông Du thường hay ghé về thăm nhà mình lắm hả chú? Trong khoảng thời gian trước, thế lúc nào đi tảo mộ ông bà cũng ghé thăm chú à. Nhưng mà hơn 4 năm nay, từ khi cải táng ông bà về Sài Gòn thì không thấy ông Du ghé thăm. Nếu ghé thì chú sẽ hỏi giùm cho con. Dạ, chú đã nói vậy thì con cũng xin cảm ơn chú. Dạ, xin phép chú con về. Vài tháng nữa con lên. Hy vọng là con khỏi lên xuống cho mất công. Hay con cứ để số điện thoại lại, rồi khi nào họ ghé chú sẽ gọi cho con. Dạ. Mà chú thấy tìm người kiểu này không có ổn. Quanh đi quẩn lại chỉ có chút manh mối này, rồi biết bao giờ mới tìm được vợ con. Con cũng biết là như vậy. Nhưng mà hiện tại trong tay con có chút manh mối này thôi. Nếu không bám vào đây, con cũng không biết phải làm sao. Sao con không lên Sài Gòn kiếm hai vợ chồng ông Du ở trên Sài Gòn chứ ở đâu đâu? Dạ, con cũng có tính như vậy. Nhưng mà công việc còn bầy bộn quá. Với lại Sài Gòn đất rộng người đông, mênh mông trời đất. Tìm một người chẳng khác gì mò kim đáy biển. Cũng chưa chắc. Ông cha ta có câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu có duyên thì cùng trời cuối đất vẫn tìm được. Còn vô duyên, dù có đối diện thì ngàn năm vẫn không tìm thấy. Con không tin là con với Thảo hết duyên đâu chú à. Chú cũng nghĩ vậy. Sống có tình như con thì ông trời sẽ không phụ. Tự là tự phụ tư bao kim sắc phong lên đại giàu trong trong tình bạn con. Bác sĩ nói vậy thiệt không? Bác sĩ nói vậy đó. Bệnh của ba con á, muốn hết là phải lên Sài Gòn mổ đó con. Nhưng mà con cũng biết rồi đó, nhà mình làm gì có tiền để mổ. Dành dụm bao nhiêu năm đổ hết vô mấy cái toa thuốc của ba con rồi, bây giờ cũng đâu còn gì nữa đâu. Má hả? Hay là mình kêu bán bớt đất đi má. Bán đất? Dạ. Bán bớt một ít, lấy tiền lo chạy thuốc men cho ba. Con nói vậy cũng phải. Người còn á, thì của còn. Người mất á, thì của mất. Để sáng mai á, mau qua cho chú Năm á, nói chú ấy một tiếng. Dù sao đi nữa, đất này cũng là đất của ông nội con. Muốn gì á, cũng phải thông qua dòng họ một tiếng. Chuyện này á, bác cứ yên tâm đi. Chuyện bán đất á, là do bác hai gửi cho con đó. Nếu mà có ý kiến của bác hai á, thì má đỡ lo rồi. Mà bán đất giờ thì cũng đâu có dễ đâu con. Mọi người ở đây nè, ai cũng nghèo hết, biết kiếm ai đâu mà mua. Ủa, ba. Ủa, ba. Ông ba. Sao ba ra đây làm chi vậy? Ông ngồi xuống đây, ngồi xuống đây đi nè. Ông à, tôi đã nói với ông rồi, muốn gì thì cứ kêu tôi. Đi vậy á, rồi nỡ té làm sao? Té một cái chết cho rồi. Hỏi bao vợ bao con. Nói gì kỳ vậy? Báo rồi mà báo. Vợ chồng thì lo cho nhau lúc bệnh hoạn là chuyện bình thường. Ông uống nước nha. Để tôi để lấy nước cho ông. Và để con lấy cho. Khác. Hay là ông thấy mệt chỗ nào, ông nói cho tôi nghe đi. Bà trời thằng Tâm á, mới nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe coi. Thì có nói gì đâu. Nói chuyện bâng quơ đủ thứ vậy mà. Mà không nghe làm gì. Đừng có tưởng tôi bệnh mà tôi nản tay. Có phải bà chỉ nói định bán đất, bán nhà không? Tôi nói chuyện này không có được gì. Đất thương quả của ông bà, một tấc đất cũng không có được bán. Nhưng mà bệnh tình của ba
không thể không thuốc men được. Thuốc men thì sao? Sống thêm bao nhiêu năm nữa mà lo. Mà cho dù sống thêm mấy chục năm nữa, bà cũng không thể ích kỷ lấy đất ông bà mà đem đi bán được. Con đừng nhớ, đất này là mồ hôi nước mắt của ông bà nó cũng tạo dựng nên. Không bù đắp thì thôi, chứ sao lại đem đi bán? Bà, mình chỉ bán con công thôi mà bán. Bà đã nói rồi, một tấc cũng không được bán. Nếu mẹ con mày dám cãi lời tao, tao thà chết chứ không uống một đồng thuốc nào đâu. Bà. Trời ơi, thôi, không bán thì không bán. Ông đừng có xúc động quá, không có tốt sức khỏe đâu. Tôi đã nói rồi đó, không bán là không bán, có chết cũng không bán. Bà yên tâm đi, đất nhà mình không phải bán cho ai hết. Một phần đã được nhà nước quy hoạch, phần còn lại con sẽ làm ao tôm. Như vậy con đã hoàn thành tâm nguyện của ba rồi đó. Ông Tâm, có phải ông là Hoàng Tâm, thầy giáo Tâm đúng không? Hoàng Tâm là tôi, giáo Tâm cũng là tôi. Xin lỗi, ông là... Trời ơi, là ông thiệt rồi. Sao nhanh già dữ vậy cho nổi? Không nhận ra tôi à? Ông là... Minh Khang nè, nhớ chưa? Minh Khang... Không nhớ chứ gì. Tôi nói vậy là ông nhớ liền nè. Minh Khang, tình địch năm xưa của ông nè, nhớ chưa? Trời đất ơi, Minh Khang con nhà giàu đẹp trai học giỏi đây ha. Hồi xưa đẹp trai lắm, chứ còn gì nữa. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Ủa? Nói vậy là sao? Không có sao hết, vẫn chơi thôi. Phong độ vậy mà không nhận ra. Lâu quá rồi, hơn 20 năm chứ có ít ỏi gì đâu. Nước mắm mắm cồng không? Ai nước mắm mắm cồng không? Trời ơi, anh là người hay ma vậy? Là người? Không tin sợ thử coi. Anh làm tôi hết hồn à? Vậy mà cũng sợ nữa. Nước mắm có bán không? Có. Nhưng mà anh có ngon không? Ngon. Anh không ngon tính sao? Được rồi, anh giỡn đó. Gánh theo anh. Gánh theo anh? Đi đâu? Thì đi bán nước mắm. Bộ không muốn bán hả? Dạ bán chứ. Bán thì đi theo anh. Để anh gánh cho. Thôi được rồi, cảm ơn anh, tôi tự gánh được rồi. Vậy đi theo anh. Dạ. Mới đây mà em đã tìm được cách sinh nhai rồi. Em giỏi thiệt đó. Dạ, cảm ơn chị. Bà biết con hả? Bà thì cũng mới nghe con Diệu nó nói. Chuyện nhà con bị Bảo làm lật xuồng, chuyện đó rùm beng cả làng cả xóm. Thành ra làm sao bà không biết được. Mà má con có bình tâm lại được chưa? Dạ, con cảm ơn bà. Má của con cũng đã bình tâm lại rồi. Bữa nay lần đầu con đi đường này nên con không biết bà. Đây là bà ngoại của chị, gọi là bà Tám. Nước mắm này em tự làm hả? Dạ, em với má chỉ biết làm mắm còng thôi. Còn mắm cá thì em lấy ở mấy quán quen trên chợ huyện á, ăn cũng được lắm đó chị. Đâu, cho bà thử coi. Bà thử cái món mắm còng mà con làm coi. Giờ đây, con mời bà. Ngon không bà? Ngon mà vừa ăn lắm. Ngon mà đậm đà nữa. Con lấy cho bà hai bình nước mắm với một hũ mắm còng nha. Dạ. Một lát nữa con về sẵn đây
cho bà ngoại gửi một ít nấm còng về cho ba má con ăn nha. Dạ, con cảm ơn bà ngoại. Còn cái này là nước mắm còng. Cảm ơn em. Anh làm cái gì vậy? Anh muốn rủ em vô giường nhà anh chơi. Hay trái cây cho em ăn. Vô giường nhà anh? Vô đó làm gì? Tại vì anh thấy em dễ thương. Anh mới nhìn đã thích em rồi. Nên anh muốn dắt em vô giường hay trái cây cho em ăn. Dạ thôi, cảm ơn anh. Tôi không có thích ăn trái cây đâu. Tôi còn phải đi bán nữa, trưa rồi. Bán cả ngày có được bao nhiêu đâu. Ở lại chơi với anh, anh cho em tiền. Tôi cảm ơn anh, nhưng mà tôi không có lấy đâu. Tôi đi bán đây. Khoan đã. Anh làm cái gì vậy? Em chết hả? Vậy thì anh đưa thêm, em cầm đi. Anh hiểu làm rồi, tôi không có lấy tiền của anh. Anh để tôi đi bán đi. Thảo, Thảo à. Nè, em đừng có làm gì vậy? Anh thương em mà. Anh buông ra. Anh thương em mà Thảo. Thảo. Anh buông tôi ra. À, anh thương em nhiều lắm. Nè, có biết không? Anh buông tôi ra. Thảo à. Ủa? Anh Tâm. Thảo. Anh Tâm cứu em. Thảo. Sao vậy? Dạ, xin lỗi anh. Có chuyện gì vậy? Có gì đâu. Tôi thấy nó bán tôi nghiệp quá. Tôi cho nó tiền. Nếu không thích thì thôi. Dạ, cảm ơn anh có lòng tốt. Nhưng mà Thảo không thích vậy đâu. Thôi, mình đi về. Yeah. Em dắt xe đi, anh gánh cho. Cái ông này, chuyện xấu hổ vậy mà cũng dám kể nữa. Nghĩ lại cũng xấu hổ thiệt. Tuổi trẻ nông nổi một thời. Nhưng mà dù sao tôi cũng cảm ơn ông về việc này. Nhờ vậy mà tôi với ông mới trở thành kỳ phùng địch thủ. Kỳ phùng địch thủ á, trước khi tôi trở thành bại tướng thôi. Nghe nói ông cũng đi tìm Thảo đúng không? Có tung tích gì chưa? Cuộc đời của Thảo thật là tội nghiệp. Phải chi cô ấy làm vợ của tôi thì... ông đừng có hiểu lầm. Tôi nói vậy chứ không có trách gì ông đâu. Có trách cũng không sao. Đúng là Thảo đã vì gia đình tôi mà khổ cả một đời. Mà thôi, không nhắc chuyện này nữa. Bữa nay tôi qua đây là bàn chuyện làm ăn với ông. Làm ăn? Ừ. Nghe mọi người đồn á, ông sắp mở trại nuôi tôm có đúng không? Ừ. Tôi muốn được hùng vốn với ông. Hùng vốn? Ừ. Sao? Hay là vì chuyện năm xưa mà thù tôi tới bây giờ không cho tôi hùng? Ừ? Không có đâu. Có phụ một tay là quá tốt rồi. Ừ. Dù sao á, ông cũng đi học ở nước ngoài về. Ông biết quản lý hơn tôi. Thú thiệt với ông, mấy bữa nay tôi cứ lây quay mà không biết bắt đầu từ đâu hết. Ba cái chuyện xin giấy phép, ký hợp đồng ông cứ để tôi lo. Cái gì chứ mấy cái chuyện này tôi rành lắm. Mong sao mọi chuyện suôn sẻ, để bà con ở xứ mình cũng phải đổi đời như người ta. Ừ. Rồi đây á, những mảnh ruộng phèn của xứ này sẽ trở thành những đầm tôm bạc ngàn ngút mắt. Quyết tâm vậy nha. Thank you.
gì nữa. Dạ ông chủ. Ủa bà à, có chuyện gì không? Dạ xin lỗi vì đã làm phiền chủ giữa khuya, mà thiệt tình là tôi ngủ không có được. Ngủ không được hả? Vô uống nước trà ngồi nói chuyện chơi. Dạ thưa ông bà chủ, em tên Thảo, năm nay 19 tuổi. Em nghe nói ông bà chủ từng người em đi, cho nên em mới tới xin. Dạ coi em tưởng con vậy nhưng mà em khỏe lắm. Dạ ông bà chủ yên tâm, vì em cũng biết lời nữa. Ông bà chủ muốn nghe nha. Bắt đầu kể từ ngày mai cô có thể tới làm luôn được rồi đó. Dạ mà tôi mới xin từ xa. Mẹ đừng xa.